không không một một không một một không một. Vậy là chúng ta có ba cặp số không một ha. Vậy tiếp tục là không 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 không, có không cặp số không một ha. Nhập vào một sâu là một không một không a b c, không phải là sâu nhị phân. Rồi, xin chào quý thầy cô, cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục làm cái câu 2 trong cái đề thi ở huyện Diễn Châu năm 2022. Cái câu 2 như sau, đó là một cái sâu nhị phân là sâu mà trong đó các cái ký tự 0 và 1. Thì em hãy viết một cái chương trình nhập vào một cái sâu nhị phân, kiểm tra sau đó có bao nhiêu cặp số 0, 1. Thì người ta cho một cái test mẫu như sau. Ví dụ mình nhập vào đây là một cái sâu này, thì kết quả của cái sâu này thì có hai cặp 0, 1 nó liền gờ nhau ha. Đây này, cặp 0, 1 này, cặp 0, 1 này, nó có hai cặp thì đưa ra hai cặp số 0, 1. Ví dụ như cái đây là cũng là một sâu nhị phân nhưng mà nó không có cặp số 0, 1 ha. Đây là không phải là sâu nhị phân vì nó có cái chữ ABC ha. Rồi, để làm bài này thì ý tưởng bây giờ mình nhập vào một cái sâu và mình sẽ đi kiểm tra từng cái mình đi kiểm tra cái sâu này, nếu mà nó có hai chữ số 01 liền gờ nhau á, thì mình tạo cái bấng đếm. Nếu mà hai số này mà liền gờ nhau nó là số 01 thì chúng ta sẽ đếm ra, xong đó mình thông báo nếu không có cái biến đếm nó bằng không á, thì mình báo là không có ha. Thì ý tưởng mình sẽ làm như sau. Thì ý tưởng ban đầu mình sẽ nhập vào một cái sâu, biến là sâu ha. Thì cái sâu này á thì mình sẽ nhập vào, hãy nhập vào một sâu, thì mình lấy cái sâu mình bỏ đây, sau đó mình sẽ khai báo một cái biến y. Cái biến y của mình sẽ lặp lại từ vị trí đầu tiên cho đến vị trí cuối cùng của cái sâu đó. Thì y của mình sẽ bằng một, sau đó mình cho nó lặp lại ha, lặp lại cái chiều dài của cái sâu này. Rồi, sau đó mình sẽ tăng y lên, tăng y lên. Bây giờ mình tiếp theo á, mình sẽ dùng cái vòng lặp nếu thì, bây giờ mà là về chiều dài cái sâu. Bây giờ ý tưởng của mình á, thì cái sâu này mình đi kiểm tra, nếu mà cái sâu này phần tử của nó không bằng ha, cái nó không bằng 0 và 1 thì mình nói cái sâu này là không phải là cái nó không phải là một cái sâu nhị phân. Đây là bằng 1, đây bằng 0 này. Như vậy là mình lấy từng cái phân tử này ra, phần tử này chính là y đúng không? Y này, y này chiều dài của cái sâu này, nhân bằng cái này lên ở đây. Thì mình thông báo chỗ này nó là 0 phải là sâu nhị phân. Đấy, thông báo trong 5 ha, 5 giây. Bây giờ mình nhập thêm một sâu hơn nha. 1 0 1 0 0 1 a b c. Đấy, thì thông báo là không phải là sâu nhị phân. Và ngược lại, thì ngược lại là nó mà là một sâu nhị phân thì mình sẽ dùng một tiếp tục một cái vòng lặp nữa, đó là nếu, nếu thì
Ý tưởng của mình là bây giờ mình lấy ra hai cái số đầu tiên và số thứ hai. Nếu mà số đầu tiên á nó là bằng 0 và cái số thứ hai á nó bằng 1 thì mình sẽ đếm nó vào. Như vậy mình sẽ khai báo một cái biến đếm đếm 01 cái biến đếm 01 của mình ban đầu nó bằng 0 Như vậy là mình sẽ dùng cái và này ha. Nếu mà sau một này nó bằng 0 và cái này á nó bằng 1 thì mình sẽ đưa vào trong cái biến đếm mình sẽ đưa vào trong cái biến đếm của mình nó sẽ tăng biến đếm lên, tăng biến đếm lên 1. Bây giờ mình sẽ chạy thử ha. 0 1 1 1 0 1 biến đếm của mình xin lỗi là gì cái vị trí thứ nhất, cái vị trí thứ nhất và cái vị trí thứ hai như vậy là chỗ này là gì, J cộng 1, Y cộng 1 Y cộng 1 tức là số thứ nhất và số thứ hai Bây giờ chúng ta nhập này 0 1 1 1 0 1 như vậy là chúng ta có được hai cặp số chúng ta nhập là 0 0 0 0 0 0 0 thì cái biến đếm của mình nó sẽ là bằng 0 0 như vậy là mình sẽ lấy ra mình sẽ lấy ra lấy ra là gì? Sau nhị phân không phải là lấy ra là gì, có số cặp 01 đây là gì, có số cặp, có số cặp có 02 cặp số có chỗ đây là mình lấy cái biến đếm ra mà đỡ vô biến đếm mình đỡ đây cặp số 01 bây giờ mình chạy thử nhập vào một sau là 0 0 1 1 0 1 1 0 1 như vậy là chúng ta có ba cặp số 0 1 ha để tiếp tục là 0 0 0 0 có 0 cặp số 0 1 nhập vào một sau là 1 0 1 0 ABC không phải là sau nhị phân rồi như vậy bài chúng ta đã hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.